Tổ chức ân xá quốc tế đưa ra cảnh báo rõ ràng trong báo cáo thường niên của mình. Chiến tự quốc tế dựa trên luật lệ đang trên bờ vực xung đô. Thú phạm không chỉ vi phạm luật pháp quốc tế, mà còn tìm cách biện minh cho những hành vi vi phạm đó, dưới danh nghĩa tự vệ, an ninh quốc gia hoặc chống khủng bố. Tổ chức ân xá nêu bật cuộc xung đột giữa Israel và Hamas. Bộ Y tế do Hamas điều hành ở Gaza cho biết hơn 34.000 người đã thiệt mạng, hầu hết là phụ nữ và trẻ em. Con số này bao gồm các chiến binh Hamas không thể được xác minh độc lập. Israel đã vi phạm Công ước Geneva trong rất nhiều trường hợp, bao gồm cả việc giết hại dân thường có chủ đích phá hủy cơ sở hạ tầng dân sự, sử dụng nạn đói làm vũ khí chiến tranh, trừng phạt tập thể người Palestine, số lượng lớn nhất các nhà báo bị giết, số lượng lớn nhất các nhà hoạt động nhân đạo bị giết. Israel phủ nhận mạnh mẽ việc vi phạm Công ước Geneva hoặc nhắm vào dân thường, những người mà họ nói bị Hamas sử dụng làm lá chăn sống. Israel cũng phủ nhận việc chặn hàng cứu trợ vào Gaza, tránh ngược với nhiều cáo buộc từ các nhóm viện trợ. Các đồng minh của Israel cũng đã bảo vệ và che chắn cho Israel, bao gồm cả việc sử dụng quyền phủ quyết của Hoa Kỳ tại Hội đồng Bảo an. Hoa Kỳ nói rằng Israel có quyền tự vệ sau vụ tấn công khủng bố ngày 7 tháng 10 của Hamas khiến hơn 1.100 người thiệt mạng với hàng chục con tin vẫn đang bị tăng giữ. Báo cáo của Tổ chức Ân xá cũng nêu bật tình trạng vi phạm nhân quyền và vi phạm pháp luật tràn lan của Nga trong cuộc xâm lược Ukraine bao gồm cả việc liên tục nhắm mục tiêu vào dân thường và cơ sở hạ tầng, điều mà Moscow phủ nhận. Chúng ta đang chứng kiến một trật tự dựa trên luật lệ đang trên bờ vực sụp đổ, bởi vì những người xây dựng hệ thống năm 1948, những cha đẻ của hệ thống đó đang phất lờ nó và bỏ rơi người dân. Tổ chức ân xá cảnh báo về sự hội tụ đáng lo ngại giữa phi phạm nhân quyền và công nghệ bao gồm cả trí tuệ nhân tạo. Đó giống như miền Tây hoang dã, lĩnh vực công nghệ và trí tuệ nhân tạo, nó phải được quản lý. Báo cáo của tổ chức ân xá nêu bật cuộc xung đột dân sự ngày càng tồi tệ ở Sudan, nơi được cho là đã gây ra cuộc khủng hoảng thất tán lớn nhất trên thế giới với hơn 8 triệu người buộc phải di tản. Nhóm này cũng nhấn mạnh vai trò của Trung Quốc trong việc hỗ trợ chính quyền quân sự của Myanmar trong cuộc chiến của Myanmar đối đầu với các nhóm thiểu số và đàn áp các quyền cơ bản của con người.